One is Dimla, who is a 682-3 and a 682-4. Our sponsor, Bang. So between these two, it's going to be $175,000 given to them tomorrow. Good afternoon, ladies and gentlemen. How are you doing? Good to see all of you here. Happy Yeah! We have around 150 people in this room who speak Vietnamese. And tomorrow and Saturday, we have over 600 people who attend this event. So first of all, I'm going to introduce you guys, my downline, Dimla. She's from Richmond, Virginia. And she had joined Enagent for 2 years, right? And she's the one who broke the record in Enagent, hitting 682.4 within 2 years. That's amazing. So I'm just, since this is speaking as well, so I'm going to be her interpreters, okay? It's amazing. It's way too easy to accomplish the goals. Lúc đầu là em nghĩ là chắc có thể là em không có làm cái thuốc nữa là tại vì khi mà em làm 3 năm cho New Skin, cái thay đổi của em là Diamond Executive bên đó thì lúc đó thì không có thành công. Even though my title at New Skin, which is also a network company, very high level, which is called Diamond Rank. But in, as a matter of fact, I didn't make that much money with my title, to be honest. That reason why I felt disappointed at first, I said from that time I gave up, I wouldn't want to get involved in any network company. But since I joined Enagent, it's totally changed my mind. Cái người đầu tiên trải nghiệm trước nhất á, là mẹ em. Khi mà mẹ em sử dụng cái máy nước á, là mẹ em khỏi bị bệnh mỡ trong máu và không bị đau khớp nữa. At the beginning, when a friend of mine introduced Kingdom Machine, at first I just wanted to try the water. Especially, I wanted to give to my mom who has a health condition, high cholesterol and blood pressure. Thì từ lúc đó thì em rất là tò mò, em tìm hiểu lý do tại sao cái máy này có thể giúp mẹ em được cái điều đó và đồng thời em tìm hiểu về cái kinh doanh là như thế nào luôn. My mom gets getting very well, so her blood sugar and her blood cholesterol is controllable, and that reason why I did the research on in detail about Canyon Water and look into the business opportunities. Thì lúc đó em tìm thấy ba điều. Và chính vì cái ba điều đó mà em nhảy vô cái business em làm liền. Cái điều thứ nhất á, là khi mà em chơi với lại cái em mua một cái máy mà cho gia đình xài á, là mình làm business song song với đó luôn, công ty không hề
giữ điểm hàng tháng. Là cái điều đó mà cái network trước của em làm. Em rất là mệt mỏi với cái đội nhóm của em, với cái số điểm mỗi tháng như vậy. I found three special things in this business. First of all, you bought the machine for yourself, for your health. Besides, you can get the business opportunity. I love this compensation plan of this energy company, totally different than other network, that we don't have to maintain our group sale volumes or maintain our title. The second thing I like from this business is that whenever you go up a level, you never lose it. For example, you have the family problem, difficulties, you stop for a few months. When you come back, you still have that rank. You won't win any title at all. The next one I like it is the third thing that you like. This is called lifetime registered income. If you do have a network system, that means you would have a registered income monthly basis. Especially when you're sitting to that three and above. Khi mà em làm cái công việc này á, làm được 2 năm thì em đã hít vô là 6, 2 gặp 4. Và em đến thời điểm này em rất là tâm đắc hai điều. Điều thứ nhất á, là khi mà mấy chị làm công việc này á, là mình đã có cái sức khỏe cho mình và mình giúp được rất là nhiều người có sức khỏe chung quanh mình. Và cái điều đó đối với em là nó lớn hơn cả tiền bạc. The more value in my life, getting involved with the energy is helping other people. It's more meaningful than earning the money. For energy's opportunity, we helping other people getting healthier. Besides that, we can help them to improve their financial problems. That's I love the most from this business. Và cái điều mà em tâm đắc hơn nữa đó là cái điều là với cái kinh doanh Canon này á, là cái cơ hội duy nhất cho tất cả các anh chị công bằng với tất cả mọi người. Bằng giống như em không giỏi tiếng Anh và em không biết nhiều computer, nhưng mà em vẫn làm công việc này được. Và công ty không đòi hỏi mình là mình phải có nhiều bằng cấp và mình phải là giỏi bất cứ một cái ngành nghề nào khi mình làm công việc này. Nếu mà thực sự mấy chị chú tâm làm công việc này thì mấy chị sẽ thành công trong công việc này. With this business opportunity, everybody have equal opportunity to be successful like me. I don't even speak English well. I don't have high school diploma. I don't even have a college degree. But for me, in order to become successful in this business, we have to believe in ourselves, believe in our product, believe in our company. If you do believe in that 100%, then you will succeed.